Vừa qua, Ban Thường vụ quận Đoàn 10 đã thực hiện và khánh thành công trình thanh niên, tuyến hẻm thanh niên tại hẻm 533 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 10. Đây là một trong những công trình trọng điểm của quận Đoàn 10 trong đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Việc khánh thành tuyến hẻm thanh niên đầu tiên tại hẻm 533 Nguyễn Tri Phương, phường 8 đã tạo nên hình ảnh đẹp, giúp con hẻm lấy lại được mỹ quan đô thị. Người dân có được những tiện ích phù hợp, trật tự an ninh được đảm bảo. Được biết, trong thời gian tới, quận Đoàn 10 sẽ tiếp tục thực hiện công trình thanh niên, tuyến hẻm thanh niên tại 14 phường trên địa bàn quận.